quá trời muối luôn hai hộp. Bỏ vào ly có mùi chết luôn. Không có mùi nữa. Mẹ cái này ngon nè. Nó vàng hơn chút hả? Nó vàng hơn trái nãy. Học cả không? Cái này nó vàng hơn chút. To quá ngon. Xem trên YouTube ấy, mà giờ anh chạy được quận 2 sao? Gọi hỏi em ship cho. Ship thì tính phí của Grab à? Đúng rồi. Hello, chào mừng quý cô chú anh chị và các bạn quay trở lại video tiếp theo của Phương nha. À, hôm nay Phương ghé lại vườn sầu riêng của Thanh này cả nhà. Này thấy có vẻ tiền bán lại nè, không thấy chút đâu hết rồi. À, có khách vô mua anh Thanh xuống khui. Thanh trên đầu coi camera thấy có khách vô anh bay xuống. Đang khui đi sáo cả nhà. À nhớ rồi, sáo hủ. Sao hủ mùa này đâu có. Mùa này làm gì có sáo hủ hiếm lắm, năm có một đợt. Mà có nhiêu cũng không đủ hàng đâu. Nó dặn hết trơn à. Anh có kết bạn Zalo với em đi. Khi nào có sáo hủ là tự động em đăng cho đó cái người ta. Em ở nước ngoài. À rồi Duy Thái thì có nhiều chứ mấy sầu riêng đó hiếm. Ở đứa nào anh? Khi nào mới về cái đó? Qua Tết. Qua Tết này Tết chắc có. Để Tết nếu mà có chắc có á. Ừ, này Tết rồi chắc có sầu hữu á. Này có đi sáo với sầu Thái. Hay sầu cái mơ thì chắc tầm vài bữa nó có anh đi sáu dòng 120 kg nha cả nhà. Này miền Tây có bài trái mà chưa chín bán miền Đông rồi. Đó. Tôi đã bán chưa ơi. Bà sáu này. Trời ơi, cái này ngon hơn trái nãy nha cả nhà. Rồi lấy hộp nhỏ luôn. Bà sao này nè. Còn có, này có muối nè. Tại vì em lấy cái muối này trước đặng bỏ muối nước ngoài sao. Tới 5 hồng lận. 100. Muối hồng này bự nữa. Năm hồng. Chị bự có cái mơ của anh. Dạ đúng rồi anh. Tầm tuần nữa anh. Này khui ghi 6 không đó nha. Làm khui ghi 6 rồi khui lê lệ ra được. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ngày mai nó nhẫn. Chín quá là để ngày mai là nó bị nhẫn liền. Nhưng mà nó chín rồi anh hiểu không? Cái màu nó đen rồi. Vàng là 16 miền Tây, còn đây là 16 miền Đông, 16 miền Tây bù đèn hết rồi. Dạ. Quan trọng là nó ngọt béo thôi chứ màu nó quan trọng, mùa này đồ màu vàng đâu có đâu. Miền Tây giờ hết rồi mùa rồi. Cái này hiện tại anh tính này mấy bao nhiêu tiền vậy? 120. Không nhớ trời. Tính tiền rồi không nhớ rồi cả nhà. Đọc xong là quên liền luôn trời. Giờ này bị mất nhớ cục bộ. Ba trăm hai mươi lăm ok đâm là lan nào có biết gì rồi. Ép chân không. Đúng rồi. Không bị hư hại gì đâu. Đi nước ngoài còn được mà không đi trong nước. Dài mùa tìm trái nữa cả nhà. Mới rồi xong trái mùa tìm trái nữa. Thành là thành nãy giờ lựa chưa xong rồi. Hôm nay sầu thái rẻ hơn ri sáu. Sầu thái có 110.000, ri sáu tới 120. Thái sầu thái này khoảng 3 kg 2. Nè, 3 kg 1 70. Không được. Ăn thái không quen á, nhìn tưởng nó sượng nó cứng á nha. Rồi giờ lựa ri. Ri này mới lên tối hôm qua chưa có chín nhiều cô chú chị, khoảng chừng 1-2 ngày nó mới chín nhiều. Thôi phải lựa kỹ sao nó chưa chín, cua ra nó cứ ngắt. Nó chưa chín nè. Tự nó chín luôn. Thấy không? Đây này nặng hơn trái lúc nãy. 325. 735. Em hàng mấy đứa đâu có mua đâu. Nó vàng hơn chút hả? Vàng hơn trái nãy. Này bắt tiền ra phụ một ngày cả nhà. Do Trúc có công việc đó nên bắt tiền ra phụ. Nhờ bắt tiền xuống phụ. Trái này ngon ha. Học cả không? Cái này nó vàng hơn chút. Hết rồi. Nó dồn 4 học kia hết rồi. Ồ, còn luôn, còn muối nhỏ. Để giữa. Để hết dừa cái nha. Hai muối này đầy đầy
nó dính này nó chút leo lại để nó hôi. Lao này là để nó dính thôi, nè, nó dính xíu rồi. À, dính quá trời. Ờ, để lao sạch đi, để về nó có mùi. Về để ngăn đá tủ lạnh đó, ngày mai lấy ra quấn thì cặp kính, quấn kính. Quá trời mối luôn, hai học mới hết rồi. Cái máy luôn hả? Vâng. Cái này to rồi nè, thành thử thước coi nó ok. Bây giờ phải thử trước mới khui nha. Khui là trả lại á. Đúng rồi. Không ngon trả lại, yên tâm. Siêu ngon luôn. To quá ngon. Ờ, mua quá to. Xem trên YouTube ấy, lại giờ anh chạy được quận 2 sao? Trời ơi. Sao không đặt anh Phúc gọi điện thoại em ship cho. Ship thì tính phí của Grab à? Đúng rồi. Em có mã giảm giá Grab nên cũng không cao gì mấy đâu. Ok rồi. Qua lần này mua trực tiếp đó. Dạ. Xong rồi cái mới mua lần đầu hả anh? Mua lần đầu. Ờ. Trái này quá ngon rồi nha. Trái này bây giờ to nhất đây á. Có số cân, nè. Cân cơm này chắc là bao nhiêu ký? Cân cơm ở này chắc tầm khoảng cỡ ký 5 muối à? Ký 2 hơn. Không. 5 muối à? 8. Ghê vậy? 8 ruột, 5 hòn, 5 muối thôi. 520 bằng ký 8 ruột thôi. Cái đó gần 2 ký ruột, ký 8 ruột đó nha. Nặng ghê không? Dạ đúng rồi. Zalo với điện thoại nè. Đó, liên hệ, chỗ của anh Thành. 4 ký 3 bằng ký 8 ruột. Quá đẹp. Gần 50%, 40%. Nhưng mà cái cặp đó, người ta mua